Bộ môn tranh kính này thì mình hoàn toàn là tự học và tự nghiên cứu cái kính cũng như là cái loại búa. Nhưng mà trước đó mình có coi một cái clip của người Thụy Sĩ đó, thì người ta thực hiện tranh trên kính tại một cái trung tâm thương mại. Thì mình có coi được một cái clip đó và mình nhớ cái kỹ thuật đó. Thì trong một ngày vào tháng 4, không biết cái gì nó thôi thúc mình, thì mình đã lên Google để mình tìm các loại kính mình đặt về và mình làm từ đó. Tranh kính thì khác với các tranh thường là cái chất liệu của nó rất đặc biệt, thì nó chỉ mô tả trên kính thôi. Và đặc biệt là mình không có phối màu trên đó, mình chỉ làm về sáng và tối, giữa trắng và đen thôi. Thì mình thông qua sáng tối để mình tả cái thần của bức tranh. Hầu hết ban đầu mình gặp khó khăn về vật liệu, giống như là các loại búa, rồi các loại kính, mình phải đặt về rất nhiều loại kính để mình thử. Thì sau đó thì mình mới bắt đầu đúc kết ra những kinh nghiệm để gõ búa nữa. Tiêu chuẩn của kính á, thì hiện tại mình đang làm là kính có thể là 6 ly, 8 ly. Độ dày của kính nó cũng quyết định cái đường bể của kính nữa. Thì tùy vào cái mẫu ảnh để mình làm thì mình mới chọn 6 ly hay 8 ly. Đối với mình tranh, chủ yếu mình làm là tranh chân dung truyền thần. Thì mình quan trọng nhất là cái cặp mắt, nó sẽ truyền tải rất là nhiều năng lượng ở trong đó. Và các bước để làm bức tranh thì mình sẽ phác thảo sơ bộ qua cái bức tranh, những cái đường nét mình cần lên khung á. Sau đó thì mình sẽ tiến hành gõ luôn. Đối với tranh gõ kính này mình làm thì thời gian làm nó khoảng 2 ngày cho tới 1 tuần mà có thể hơn, tùy vào cái mẫu và cái lượng công việc mà mình sắp xếp nữa. Thì khi mà mình nhận một cái yêu cầu của khách ấy, thì mình sẽ chiêm nghiệm cái bức tranh đó một thời gian trước đó. Thì sau đó mình mới bắt tay mình làm, thì nó sẽ có cái thần hơn. Và mình đã thực hiện khoảng hơn 30 bức tranh kể từ tháng 4 năm 2024 đến giờ. Đối với tranh gõ trên kính này thì người nghệ sĩ cái đầu tiên là cần phải có sự tỉ mỉ và kiên trì. Và mình làm tranh thì mình sẽ luôn luôn đặt cái tâm vào đó, để cái hồn tranh được thổi vào nó sẽ có thần thái hơn. Và quyết định giữa tranh truyền thần này á, thì cái hồn thổi vào là cái quan trọng nhất để nó tạo ra cái thần của bức tranh. Để giữ được cái cảm hứng trong cái công việc hội họa thì mình luôn mong muốn tranh mình được treo những cái nơi công cộng, những nơi đông người, hoặc là có thể lan tỏa những cái thông điệp mình mang đến cho mọi người được tốt hơn và nhiều người có thể chiêm nghiệm tranh hơn. Tuy rằng thì cái việc làm tranh này nó không phải là nguồn thu nhập chính của mình, nhưng mà mình vẫn luôn giữ lửa và cái đam mê để mình có thể thực hiện công việc này.